Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu 2021 đối với tuổi Thân, với chủ đề nhiệt tình làm việc, thành công trong tầm tay. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Thân âm lịch thấy rằng đây là một tháng đầy hứa hẹn đối với người tuổi Thân. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến triển tích cực. Cốt là bạn luôn chủ động, song sáo, càng nhiệt tình với công việc bao nhiêu, càng thu được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tháng 9 âm lịch này là một tháng đầy hứa hẹn đối với những người tuổi Thân. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến triển tích cực. Cốt là bạn luôn chủ động, xông sắn. Càng nhiệt tình với công việc bao nhiêu thì càng thu được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Dưới sự phù trợ của tam hợp, sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi. Bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh, thậm chí làm quen được với quý nhân và được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 đối với tuổi Thân khuyên bạn, hãy luôn chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó. Trên phương diện tài lộc, có thể tháng này sẽ là một tháng khá vất vả với bạn. Bạn sẽ phải chạy đi chạy lại lo toan nhiều việc, thậm chí có những lúc tưởng chừng như ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, có dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Bạn thậm chí làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do tam hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có được động lực cố gắng mỗi ngày. Tử vi tháng 8 năm 2021 của tuổi Thân âm lịch luận về sự nghiệp. Cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho những người tuổi Thân. Thời điểm này bạn sẽ có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt qua khỏi suy nghĩ của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bản mệnh trong tháng 9 âm lịch. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực. Việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy bạn càng cố gắng bỏ ra công sức, làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Các tinh nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn, dù bạn đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. Nếu đi theo con đường học hành, nghiên cứu thì bản mệnh giỏi về nhiều môn, nếu là công chức thì phụ trách được nhiều lĩnh vực, được cấp trên tin tưởng, nếu là nội trợ thì đảm đang, quán xuyến được việc nhà. Luận về mặt tài lộc đối với tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm 2021. Con đường tài lộc của người tuổi Thân trở nên vô cùng rực rỡ trong tháng 9 năm Tân Sửu năm 2021 này.
Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá. Việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, hãy kiên cường, tin tự vào bản thân mình và bản lĩnh của bạn, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn tìm kiếm nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm lịch này sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm ra được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. Luận về tình duyên đối với tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Xem tử vi tháng 9 năm 2021, tuổi Thân, chuyện tình duyên của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực. Dù là người đã có đôi có cặp hay người còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phù trợ giúp bạn nhanh chóng mở rộng được mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thật sự chân thành với mình. Bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng. Nguyệt mã giúp bạn thể hiện được những điểm mạnh của mình. Ai cũng có thể nhận thấy rằng bạn là người tài hoa, nhanh nhẹn, tháo vát nên muốn tiếp xúc với bạn, gần gũi hơn với bạn. Dù đôi bên không thể tiến tới quan hệ tình cảm thì cũng có thể trở thành bạn bè, thậm chí là người đồng chí hướng, cổ vũ nhau trên những phương diện khác của cuộc sống. Với người đã tìm được một nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy một ngày hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Luận về sức khỏe đối với tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Thân, bởi bạn phải bôn ba, cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dịch mã khuyên bạn khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường cần phải tuân thủ luật giao thông, chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Sau đây sẽ luận về những tuổi Thân qua từng phương diện. 1. Tuổi Bính Thân. Mạng hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức. Khẩu quyết: xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu xanh. 2. Tuổi Mậu Thân. Mệnh thổ: nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu. Khẩu quyết:
Xôn xáo làm việc, không ngại vất vả thì sẽ gặt hái thành công. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Vân Hấn, nữ sao La Hầu. Khẩu quyết: đào hoa rực rỡ được nhiều người quan tâm yêu mến. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức. Khẩu quyết: chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt khi lao động chân tay hoặc máy móc. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu đen và màu đỏ. 5. Giáp Thân, mệnh Thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu. Khẩu quyết: gia đình êm ấm, các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tiểu nhân: tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của tuổi Thân. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.